Hello, xin chào các bác nha. Và hôm nay thì em Giang sẽ quay cho các bác xem về cái dòng sản phẩm đó là máng hộp cho heo. Bây giờ thì em sẽ đo cái kích thước của máng cho các bác xem nhé. Dòng máng hộp cho heo này thì cỡ nặng của nó là 56,2 kg, chất liệu bằng inox 201. Và sau đây thì em sẽ đo kích thước từng chi tiết, từng cái chiều dài, chiều rộng của máng cho các bác xem luôn nha. Đây, bây giờ là đo chiều dài của máng hộp ạ. Chiều dài của nó là 1,5 m nha các bác, 1,5 m này. Ok, chiều rộng. Đây, chiều rộng của máng của nó là 50 cm nhé. Chiều cao, chiều cao là 90. Chiều ngang đáy 70 ạ. Chiều dưới 50 nhé. Đó, đây là kích thước của chiều rộng dài của máng. Sau đây là về khoang. Tổng tất cả của nó là hai bên sẽ là 10 khoang tất cả. Đây là 28 28. Cách là sẽ là 25 ạ. Đây, đây là cách sử dụng của dòng máng hộp nhé. Đây, em sẽ quay chi tiết một chút này. Hiện tại đây có 10 nấc tất cả các bác. Các bác sử dụng mở sẽ như này. Và nấc khóa nữa. Nấc cuối cùng sẽ là nấc khóa. Nấc cuối cùng sẽ là nấc khóa. Mình chỉ cần nhấc lên trên và mình nó vào đây thôi. Đó. Đây. Sẽ là hai bên làm như thế các bác nhé. Hai bên tương tự nhau luôn. Đây là cái lỗ mà cho hệ thống tự động vào. Đây. Rất là chắc chắn luôn. Dòng inox 201. Các bác quan tâm về cái dòng sản phẩm này thì có gọi trực tiếp cho bên Tín Phát bên em nhé. Qua số hotline là 0823 833 233 thì bên em có tư vấn trực tiếp cho bác luôn. Xin chào các bác.